Anh, mình quay lại nhá. Bây giờ em đã ly hôn rồi, vợ anh thì tàn tật như thế, anh còn ở lại làm gì nữa chứ? Anh ở lại chỉ thêm khổ hơn thôi. Em nói đúng, Ngọc còn bị như vậy, bây giờ ở bên cạnh cô ấy thật sự rất vất vả. Vậy là anh đồng ý quay lại với em. Em biết mà. Mà này, nước cam anh mới vắt đây, uống đi. Sáng nay anh mới đi chợ mua được mấy quả cam tươi lắm. Em không uống. Thôi nào, nước cam tốt cho đề kháng, lại còn đẹp da nữa. Uống đi nhá, uống. Em thật đấy anh rồi. Vợ, đến giúp vợ nhá. Không cần, tôi tự làm được. Em tự làm sao được? Đừng có ngang bướng nữa. Nào. Em làm sao đấy? Càng ngày càng khó tính, càng khó chịu. Đúng rồi đấy, tôi khó tính, khó chịu. Anh đi đi, tôi không cần đây nữa đâu. Em thử nói lại anh nghe xem nào. Tôi nói là anh cút đi. Em tự lo cho mình đi. Mày ơi, anh Sơn anh bỏ tao đi rồi. Cái gì? Tao không ngờ ông Sơn nhà mày lại là cái loại như vậy ấy. Sáng nay tao vừa thấy anh ấy với người yêu cũ nói chuyện tình cảm lắm. Mà cũng đúng, chân tao như thế này đỡ làm gánh nặng cho anh Sơn. Mày lúc nào chỉ nghĩ cho người khác thôi. Đó, ông ấy có thèm nghĩ đến mày đâu. Đúng là ông hoạn nạn mới biết chân tình ấy. Thế nhá. Em về đây làm gì nữa? Anh về để lấy đồ. Em làm gì đấy? Anh về để lấy đồ bỏ quên. Đồ này quan trọng, không bỏ lại được. Anh quay lại với người yêu cũ, còn mang tôi đi làm gì? Hãy nói với vợ là anh quay lại với Nguyệt. Vợ xin xin linh tinh. Sáng nay tôi nhìn thấy hai người nói chuyện rồi. Em nghe đến đâu mà lại nghĩ như vậy? Đây là anh đồng ý quay lại với em. Em biết mà. Không, dù có vất vả hơn nữa, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa Ngọc đâu. Thà sống với một người mà mình có tình cảm, còn hơn là sống với em mà không có tình cảm. Được, vậy thì để tôi xem anh và cô vợ tàn tật của anh hạnh phúc được bao lâu. Anh cấm em nhắc về Ngọc như vậy. Chuyện của chúng ta đã kết thúc cách đây 5 năm rồi. Bây giờ anh không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào với em nữa. Từ nay trở đi em đừng đến tìm anh nữa. Anh không muốn Ngọc hiểu lầm đâu. Anh Sơn, anh Sơn. Nhưng em như thế này, em không muốn làm cái nặng cho anh. Em đừng có nói như vậy. Ngày mình mới lấy nhau, mọi thứ còn khó khăn. Em phải vất vả kiếm tiền nuôi anh đi học. So với những ngày ấy thì vất vả của anh có thấm vào đâu. Em không muốn anh vất vả. Vậy thì bây giờ em phải cố gắng ngoan ngoãn để nhanh chóng bình phục, biết chưa? À, em bây giờ muốn anh đưa đi hay ở lại ngôi nhà này nào? Ở lại chứ. Tuân lệnh. Tình thương đó là tình phú thương.